Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 3 âm lịch này, ai cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm những cơ hội, những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, tháng 3 năm 2021, những gia chủ tuổi Sửu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, khi bước vào tháng 3 âm lịch, con giáp này sẽ gặp được rất nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tháng 3 âm lịch này. Trước khi bước vào nội dung cụ thể, quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và sau đó nhấn chuông để có thể không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung nào mà chúng tôi truyền tải tới quý vị. Đó đều là những kiến thức rất hữu ích. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi gia chủ tuổi Sửu tháng 3 năm 2022 âm lịch trên phương diện sự nghiệp nhìn chung là bình ổn, không có sự thay đổi nhiều cũng như không có quá nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên trong tháng này nếu có dự định mở rộng kinh doanh làm ăn, phải nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với người kinh doanh buôn bán hay đầu tư nên thận trọng trong hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điềm báo tiểu nhân rình rập, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương, kẻo hao tổn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng này, không có quá nhiều tín hiệu tốt. Dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, tháng đầu năm khối lượng công việc ít nên chưa có tăng ca, ổn định với mức lương cứng. Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có dự định mở rộng làm ăn thì nên cân nhắc sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng. Nếu vẫn cố tình làm sẽ gặp nhiều vất vả, lợi nhuận không có, tiền bạc cũng vì thế mà hao tán, không thu hồi được vốn, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung về sức khỏe tháng này khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng không tránh khỏi việc ốm vặt. Ngoài ra cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi Sửu trong tháng nên chú ý máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm. Cũng không nên kiêng khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi Sửu tháng 3 âm lịch năm 2022 trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi tiêu hóa không được tốt. Trong năm nay, chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả lo toan do công việc tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ ngã bệnh.
Dù là nam mạng hay nữ mạng, tuổi Sửu thì cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng có tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang những tháng đầu năm Nhâm Dần, trên phương diện gia đạo, người tuổi Sửu nhận nhiều tin vui đưa tới. Những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Sửu. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Vì vậy, những người đã có đôi có cặp nên tận dụng thời điểm thiên thời, địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Do đào hoa mạng, cho nên những người đã có gia đình cần phải chú ý có đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Dù là có chuyện gì xảy ra, cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh nóng vội, không tỉnh táo dễ dẫn tới chia ly. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997. Các bạn Đinh Sửu đa phần đã rời khỏi ghế nhà trường, bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay nhau. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Với người tuổi Ất Sửu, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu, ý hợp. Dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của cả hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không cần thiết. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Bước sang tháng 3 âm lịch, người tuổi Quý Sửu hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng người tuổi Tân Sửu vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Đương số cần đặc biệt chú ý về vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Bản mệnh cần phải chú ý đến chế độ ăn uống. Những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa kẻo tạo, ảnh hưởng xấu đến cơ thể của mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch, và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thưa quý vị, thông qua chương trình ngày hôm nay thì Diễm Quỳnh cùng với những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo của chương trình.